Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang đi ở trên con đường quốc lộ 3. Đây là con đường quốc lộ 3 cũ. Kính thưa quý vị, thì có lẽ rằng là trên cái cuộc nói chuyện này thì tôi mong muốn là chia sẻ cho quý vị một cái mảnh đất đầu tư chắc chắn là sinh lời. Mảnh đất này thì có một cái kích thước là mặt tiền 6m, sâu là 12m. Nó có tổng cái diện tích trên bìa đỏ là 72m. Nhưng mà đặc biệt là cái điều thú vị ở cái mảnh đất này là nó nằm ở trung tâm của thành phố Sông Công. Nó cách chợ 100m. Đấy, cách chợ Mỏ Chè 100m. Cách tất cả các tiện ích như ngân hàng, Vimcom, rồi thì Danco, cực gần luôn, đi bộ được. Một mảnh đất được đánh giá là nếu không sinh lời được thì chắc chắn là cuộc đời của những người làm bất động sản sẽ không bao giờ làm. Bởi vì có một cái điều đặc biệt ở mảnh đất này là cái gia chủ ấy là người ta ở Hà Nội. Người ta gửi lại cái mảnh đất đấy cho cái người hàng xóm, và người hàng xóm thì lại là muốn mua cái mảnh đất đó nhưng mà chưa đủ tiền. Ai vào thì người ta cũng đòi rất là cao để cho chạy mất dép. Và tôi cũng đã được tìm hiểu được đến một cái gia chủ chính thức, và tôi điện thoại chính thức đến chủ nhân của mảnh đất đó, thì không phải như cái lời mà bà hàng xóm đó đưa ra cái giá như vậy. Một mảnh đất đó có giá 600 triệu. Mà quý vị thấy tiện ích như thế nào? Nếu như những người nào mà nhìn thấy mảnh đất này, tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ phải xuống tiền ngay. Thực sự với quý vị như vậy. Và hôm nay thì tôi chỉ chia sẻ trên những cái lời nói của tôi thôi. Còn sau cái lời nói thực tế này, tôi sẽ check video cho quý vị. Nhưng hiện nay tôi đang rất là bận và tôi chưa lên được để check video. Tôi mong muốn rằng là trong cái video này, những người nào muốn đầu tư về bất động sản thì hãy thực sự cân nhắc đến mảnh đất này. Và tôi sẽ chia sẻ đôi chút về mảnh đất này, một chút xíu nữa. Mảnh đất này là có nhà cấp 4 đang ở. Đấy, cái mặt đường của chỗ đó thì nó rộng, mặt đường của cái nhà đấy thôi nhá, nó thông hai đầu tức là thông ở cái mặt tiền ấy là nó rơi vào 3m, hơn 3m về cái đường đấy ấy. Chắc chắn là nó phải là hơn 3m. Thế nhưng mà cái điều mà đặc biệt là đường bên cạnh của nó thì nó rơi vào tầm, cả hành lang nó rơi vào 10 mấy mét, mà nó cạnh ngã tư, cạnh hai cái ngã tư hai đầu mà cực gần luôn. Ở xung quanh đấy thì nhà toàn biệt thự. Đấy, toàn biệt thự, nhà mọc kín mít luôn, mà còn sót lại một căn hộ đấy người ta bán, mà cái giá thì quý vị thấy không ạ? Rẻ chưa? Thực sự là cái mảnh đất đấy tôi cảm nhận thấy là sinh lời 100%. Còn không biết là tí nữa trong ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị thực tế cái mảnh đất đó, kể cả cái cung đường đấy, để cho quý vị thấy được. Và tôi nghĩ rằng là nếu như trong cái lúc tôi chia sẻ là những người nào mà xem được thì chắc chắn một điều rằng là sẽ ngạc nhiên về mảnh đất đấy. Bởi vì tại sao ở trong giữa trung tâm của thành phố nó lại lòi ra được một cái mảnh đất giá rẻ đến như vậy. Đấy, tiện ích xung quanh. Quý vị biết là cái Vimcom nó cách bao xa? Cách có 100m. Mà cách chợ có 100m. Cách phố 100m. Cách ngân hàng, cách trường học, nói chung là đầy đủ tiện ích, cũng chỉ 100m. Sợ chưa?
tuyệt vời luôn. Thế cho nên là trong cái video này thì tôi chỉ nói để cho quý vị hiểu thôi. Còn rất là nhiều các mảnh đất khác mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Đấy. Chẳng hạn như là cái mảnh đất mà hơn 1.000 mét, đường đi rộng vô đối luôn. Từ đường 3 này vào có 500 mét mà đường container đi được, làm nhà kho, nhà xưởng, phân lô bán nền được. Đấy. Mảnh đất hai mặt tiền, nó hơn 1.000 mét, 1.130 mét, mà giá của nó chỉ có hơn 1 tỷ. Đấy, 1 tỷ tư. Cho nên là thực sự với quý vị thì chúng tôi là những người mà đã đi săn lùng. Tức là ngày nào chúng tôi cũng trên con đường Phổ Yên, Sông Công, tức là trong cái phạm vi của thị xã Phổ Yên và trên thành phố Sông Công là chúng tôi lắm, tương đối là khá là nhiều. Cho nên là về cái mặt bằng giá, về cái vị trí thì chúng tôi cũng đã đi lại nhiều. Cái sự phát triển chúng tôi cũng nắm rất là rõ, bởi vì chúng tôi là những người gốc ở trên này. Thế cho nên là cái việc mà chúng tôi điều hướng cho khách hàng để đầu tư thì chúng tôi điều hướng một cách chuẩn chỉ và một cách thực tế nhất, để cho những người đầu tư nó không bị đầu tư vào mà nó bị ảnh hưởng đến cái kinh tế. Đầu tư chắc chắn là phải có lời, đúng không ạ? Nhưng nhiều nhà đầu tư bị chìm hàng, tức là mua vào rồi không bán được, mà muốn bán hòa không bán nổi, đúng không ạ? Đó là cái cách đầu tư hơi khó, đúng không ạ? Bởi vì quý vị là những người ở xa, chắc chắn một điều rằng là ở xa thì quý vị không thể nào mà nắm được đâu là người phát triển, đâu chỗ nào là phát triển, đúng không ạ? Nó rất là khó. Cho nên là trong cái video này thì tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị cũng khá là chi tiết rồi. Thì rất là mong cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị xem video này, nhớ đăng ký kênh. Trong ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ít nhất cũng được hai mảnh đất nữa mà tôi đã nghiên cứu mất 2 ngày rồi. Hai mảnh đất này thì tôi nghĩ rằng là quý vị đầu tư cũng rất là ổn. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn khi mà mua được những mảnh đất thực sự là có tiềm năng sinh lời tốt.